Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách release app như thế nào sau khi chúng ta đã build hết tất cả mọi thứ, thay đổi hết tất cả mọi thứ trong một cái source file. Thì để trước khi build thì các bạn vào trong phần build radio này, kiểm tra lại trong phần hai phần chính, đó là version code và version name, thì các bạn đặt cho mình là 11 hết ha, có số 0 sau này nữa. Để sau này mình update app thì mình có thể thêm thông số ở đây lớn hơn là số 0 để mình nhận biết được là những cái version đã thay đổi. Rồi, để mình build app thì trước khi build app thì các bạn chọn là clean project là ok. Thì ok, thì bây giờ các bạn vào trong menu build và các bạn chọn là generate signal bundle, thì các bạn nhấp chọn thằng này, các bạn nhớ chọn tích vào là apk và chọn next. Trong phần này là đây là cái app mình vừa thay đổi và mình build đầu tiên, thì các bạn nên chọn create new. Nếu sau này các bạn update thì các bạn chọn join existing, chọn cái file đã có sẵn. Rồi ok, bây giờ chọn create new. Trong phần create new thì các bạn cần phải tạo ra cái key store để mà signal app, để mà application store thì các bạn key store path này thì các bạn nên chọn cho mình một đường dẫn ha, và các bạn lưu cái file store đó. Trong phần này thì mình sẽ lưu vào trong cái file code này. Ok, mình đặt là your music. Ok, mình chọn ok. Thì trong phần này bắt buộc thì các bạn chọn cho mình một cái bắt buộc dễ nhớ ha. Rồi, về alias thì trong phần alias này thì các bạn copy cái key store này, cái tên key store này chung với alias này để cho nó dễ nhớ ha. Phần first and last name này các bạn đây là tên đầy đủ của mình ha, ví dụ là ok. Trong cái organization này thì các bạn đặt cái tên team của mình ha, như là team devs, yeah, team. Ok, trong cái phần city này thì mình đặt tên thành phố và nước Việt Nam. Rồi, trong cái phần country code là cái gì, là cái code của Việt Nam là 84 ha. Và sau đó các bạn nhấn ok. Đấy. Rồi sau khi các bạn nhận ok thì các bạn nhận là remember password, để sau này các bạn muốn update thì các bạn chỉ có chọn next thôi ha. Trong phần này thì các bạn chọn next tiếp. Ok, trong khi các bạn chọn next thì các bạn nhớ chọn là cho mình trong phần này là chọn release. Ok, các bạn chọn release ha. Rồi sau đó các bạn chọn cho mình là tích hai cái này. Rồi sau đó các bạn chọn finish. Thì mọi chuyện release bắt đầu ok. Nếu mà hiện trong cái ô này nó hiển thị complex ha. Rồi, thì quá trình release đã nó bao ở đây là General Signal APK đã thành công. Thì trong cái bảng APK ở đây, các bạn tích xuống và chọn Locate. Thì trong cái bảng APK App Release này thì các bạn đã sẵn sàng để up lên trên Play Store. Thì trong cái video tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách up cái app lên Play Store
mới năm 2020 như thế nào.